nhà nha. Thì bữa nay mình cũng đến kho bãi cả nhà. Thì có chiếc Isuzu nè, TL4001 cả nhà. Thì đang chuẩn bị test máy cho cả nhà xem tham khảo ha. Thì chiếc này là cái chiếc hàng zin luôn, zin 100% nha. Bãi mới giáp lên thôi, để đó. Chưa có dọn sơn sửa gì hết. Thì chiếc này máy móc rồi rất đẹp luôn. Rồi bắt đầu mình cũng chuẩn bị chạy ra cho cả nhà xem nha. Test máy cho cả nhà coi chiếc này nó chạy như thế nào luôn. Cái vỏ sau, cái vỏ ga lì cả nhà. Cái vỏ này thì còn rất đẹp ha. Nó có đăng nhiễn 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 thôi. 13.6 trừ 28. Đó, mầm nó là mầm, em nói là mầm zin nè. Xe ra ngoài nó đem về á, còn được còn nặng ngoài kia là tổng giao ơi, xe mới đi luôn rồi. Chiếc 4 máy hàng zin luôn cả nhà. Số cơ bên cơ. Số chiếc này là số cơ bên cơ luôn. Số án chợ luôn. Đó, cái lường em nói là mình chiếu view kỹ cho cả nhà nha. Chỉ kỹ cho nhà xem cái phần lường của nó là khỏi nói luôn cả nhà. Thì chiếc này là hàng bãi về nè. Đó,
số cơ bên cơ, tay lái trợ lực luôn. Đây cái đùi em nó nè. Cái này thì hàng bãi về thì ráp lại thì để vậy luôn, chỉ có mới giờ giữa sơ thôi, xịt sơ thôi, chưa có làm gì hết, bụi đất nó còn bám luôn á nha. Cái phần trước nó còn mới nè, cái chỗ để bình của nó là chưa có hiện tượng sét gì luôn cả nha. Nó chỉ râm, nó sơn màu đèn rồi còn đầy đủ nha. Đèn còn đầy đủ luôn, xi nhan là còn ngon lành luôn. Cho mình đổ ra để mở ra cả nhà xem cái bên đây của nó coi. Rồi tiếp tục cả nhà. Nó là cỏ chê rồi, chiếc này là cỏ chê rồi. Sườn của em nó là chiếc này đây, hàng zin chưa dọn chưa hết luôn. Thì giữa sơ rồi test máy cho cả nhà xem thôi. Rồi lên để mình coi số giờ rồi nó ra. Cái đó thì nó kêu lên cái đó là nó kêu lên cửa. Tài thì kéo lại lên.
bên đây là cái con gì? Cả nhà rất nhiều.